Hôm nay mình rảnh đẹp trời nha cả nhà. Mình đi mua sắm, mình vô cái chỗ mà Best Buy. Best Buy là bán đồ kim khí điện máy nha các bạn nha. Xa xa bên kia là Home Depot. Home Depot là bán những cái dụng cụ mà sửa sang nhà cửa này kia, sơn này kia. Ở đây nhiều lắm cả nhà ơi, còn Target nó nằm bên đây. Bên đây là Target. Đây Best Buy, mình chuẩn bị mình vô Best Buy ở đây đây cả nhà. Yeah, cùng đồng hành với mình nha cả nhà. Ở bên đây là mắt xua, áo quần áo cả nhà. Đây là Best Buy, chuẩn bị vô đây. Đó, cái nhà thấy chưa, Best Buy. Ok. Xa bên kia là Target. Rồi Home Depot. Ở đây là cái khu mua sắm lớn lắm cả nhà, rộng rãi thênh thang luôn. Đây là Sao Bay, những cái thương hiệu của nó. Ok, mình vào nữa cả nhà. Hôm nay mình vô chỗ này là Target, là Best Buy nha cả nhà. Trong đây thì bán đồ điện tử. Mình xôi cho cả nhà coi nha. Đây là gian hàng TV nữa cả nhà. Đây cả nhà coi có mắt không nha, Samsung. Sắc nét quá trời luôn. Cái này là 899 đồng cả nhà. Wow, quá đẹp luôn. Đây, xô giá cho cả nhà coi nhé. 4.999. Tám mươi lăm inch cả nhà. 85 inch. Samsung luôn. Đó, quá trời đẹp. Mình xô vài cái thôi. Tại TV bên đây thì nó so với Việt Nam thì nó mắc, nhưng mà so với bên Mỹ thì với cái giá tiền thì rất là dễ mua. Sony. $599 Sony cả nhà ơi. Rất là đẹp. Wow. Còn đây là loa nè cả nhà. Mấy cái loa này nó nhỏ chứ nó đập dữ lắm á. Đập ầm 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 luôn. Rapport 75 inch. Cái này là hiệu này cái nhà ơi, 75 inch.
Cái này là bán điện thoại nữa cả nhà. Camera, Motorola 169 đồng. Này Samsung nữa cả nhà. 1399. Đời mới nhất cả nhà. Còn mấy cái này chỉ có 399 đồng. Samsung. iPad. $459. Đây là iPhone. iPhone 13 đây cả nhà. iPhone 13 nó không có để giá. iPhone 13 Force. 13 Pro Max. Ở đây thì bán nhiều lắm cả nhà ơi. Con nó rộng trên thang. Wow. Còn đây là gian hàng bóng đèn. Đủ thứ bóng đèn. Samsung Galaxy Watch 4, đồng hồ điện tử, đồng hồ thông minh. Đó, dễ thương chưa? Hôm nay là bán những cái dụng cụ gia đình cả nhà, máy xay cà phê đủ thứ. Đây này là máy xay gà. Này là mấy cái máy đồ quê Việt Nam mình nói là kêu là lò vi sóng đó cả nhà. Cái lò vi sóng này bự nha, bự gì mà nó bán là 259 đồng. Đây là những máy xay sinh tố. Đây máy xay sinh tố điện tử nè cả nhà. 64 đồng. Lò nướng 289 đồng. Cái này là nồi áp suất đây, 329 đồng cả nhà. Mình quay cho cả nhà xem giá cả bên đây nó có mắc không nha cả nhà. Wow, cái này đẹp nè. Cái này chỉ có 229 đồng. Yeah. Okay. Yeah. I don't know. You need help or not? Yeah, yeah, yeah. Thank you, thank you. Đây là những cái máy lạnh, máy giặt.
quá trời luôn. Mà đồ quên này bự quá. Còn đây là những cái máy hình như là máy hút bụi đi các nha. Lạnh hai cửa. $1,799, tủ lạnh rất là lớn cả nhà ơi. À. Cái này giống tủ nhà mình. Đây là bếp, gian hàng bếp. Thì một cái bếp vậy là nó bán biết ra, nó bán là $1,034. Đây, tủ lạnh cái bếp, nhiều lắm. Đây là máy giặt. Máy giặt LG cả nhà. Nó bán với giá là $849. Máy giặt rất là bự, rất là lớn. Đây. Cái này là một cặp của nó là vừa máy giặt mà vừa máy sấy luôn. Máy giặt thì nằm ở dưới. Máy sấy thì nằm ở trên cả nhà. Một cặp của nó. Vô đây thì quay mỗi tay luôn nha. Còn cái này là nó bán mấy cái loa không, nó bán mấy cái loa bass không. Mình để mình mua, giờ mình mua linh kiện này về mình ráp thành cái loa đó. Đây là loa. Wow. Nó karaoke. Mấy cái lo này nhỏ nhỏ cho nó đọc mạnh lắm nha cả nhà. Đủ thứ hết, cái gì cũng có. Hero. Một máy photocopy nhìn khá non. Đây là mấy cái màn hình vi tính nha, màn hình công $279, 32 inch. Wow, bộ này đẹp nè. $409. Còn phím nhẹ xíu rồi. Wow. Thêm với CPU đẹp không cả nhà?
thôi nhé, vào đây thì mình quay bao nhiêu vậy thôi nhé, còn nhiều lắm nhưng mà cũng chẳng có gì, chẳng có đồ gì mình cần. Thì lát cái gì mình qua chỗ khác mình quay cho cả nhà thêm nha. Ok, bye bye. Rồi vừa ra khỏi bách bay thì mình qua Thái Vịt nha cả nhà. Đây là cửa hàng Thái Vịt, là cái biểu tượng đó, có cái vòng đó, đó là Thái Vịt. Ở cái khu trung tâm mua sắm này rất là rộng lớn cả nhà ơi. Từ nhà mình ra chạy xe ra đây khoảng có 15 phút thôi. Rất là lớn. Đây là Thái Vịt. À. Bên kia là Sa Pa cái này. Chim mát. Vừa bước vào là thấy mấy cái này là dễ thương rồi. Nói chung là trong đây bán cũng đủ, cũng máy xay sinh tố, máy xay cà phê đúng bên kia, và còn nhiều cái khác nữa, cái hạn như thuốc tây, đồ dùng cho nhà bếp đầy đủ hết. Đây là những mấy cái chảo sản xuất từ Mỹ. Đây mấy cái máy này là mấy cái máy pha cà phê này, rất là đẹp mắt. Bên đây nói chung nó sạch hơn bên kia. Đây mấy cái muỗng đó, đó cả nhà có giá nha, một đồng mấy một cái. Ở đây nó xài bằng mấy cái này không cả nhà ơi, nó làm bằng nhựa gì mà mình nấu nướng thì không bao giờ nó bị, nói chung là nó không có bị chảy nha cả nhà, hay lắm, không có bị chảy nhựa. Ở đây là những cái chảo 19 đồng 98 một cái. Đây là những cái nồi. Đây là quần áo nữ đó. Mình quay sơ sơ thôi nha, tại vì mấy cái video trước thì mình đã giới thiệu đầy đủ rồi. Trên này là chỉ chỗ mua sắm khác thôi nha cả nhà. Lạc vô cái rừng gì đây. Chết rồi. Đây cũng có bán dép nha, giày. Chung ở đây là bán đồ thường, không có đồ hiệu đó nha. Đây dép này dép mang ở nhà. Nhà hứng rồi cả nhà. Để coi cái nào bao nhiêu đó. 10 đồng một đôi, rất là đẹp. So beautiful, so beautiful. Rộng lắm. Cái này mình quay lướt qua thôi chứ mình không có quay kỹ từng cái nha, tại vì nó quá nhiều đi, mà đi hoài nó cũng mỏi chân quá cả nhà ơi. Đây là khu bán đồ chơi em bé. Ok, để mình quay cái khu bán đồ chơi em bé nha, cho những em bé xem nha. Đó, đẹp chưa. Đây là cái đồ trang điểm, trang điểm đồ chơi 14 đồng 99 một hộp.
Cái này là dành cho bé nữ, mấy bé gái. Đây. Đây là mấy cái xe dành cho những bé trai. Xe đẹp. Wow, cái này đẹp quá. 27 đồng 99. Xe điều khiển từ xa. Wow, nguyên vàng đấy. Xe lắp ráp đó nha. Xe bolit 64 đồng 99. Xe rất là bự nha, ở nhà tầm mình quay gì có thấy bự nữa. Còn bên đây là những bộ ráp hình. Nói chung ăn ở không mà, khi nào rảnh thì cứ đi quay vậy thôi. Không chứ cho ngồi nhà coi cho vui. Đây là những mô hình xe thu nhỏ cả nhà ơi. Rất là nhiều. Nói về đồ chơi Mỹ, đồ chơi của Mỹ là những cái hình xe thu nhỏ rất là đẹp nha cả nhà, bằng sắt không à. Nó bán cũng rẻ lắm. Có 2 đồng mấy, 3 đồng, 1 đồng mấy một chiếc. Đây những cái xe thu nhỏ rất là đẹp. Còn đây là những xe lớn. Xe cứu hỏa. Mấy cái này mà mấy bé trai thích lắm nha. Đó, đẹp chưa, điều khiển từ xa luôn. Đây. Mình review những cái này cho mấy em bé, quý vị mà có con đó, cho nó xem mấy cái video này nè, nó thích lắm. Và cái đồ chơi rất là nhiều. Đó. Cái súng hình con cá nè. Súng là bắn đạn nè. Nguyên một ổ đạn này cả nhà. Đây, còn cái súng là để diệt zombie. Rất là đẹp. Ôi, còn hai ông này ông đánh bốc. Đồ chơi thì nhiều vô số kể. Nếu mà mua đồ chơi á, thì mình ghé để mình mua. Để lát mình qua bên kia mình quay cái cửa hàng đồ chơi bên kia. Đồ chơi bên kia cũng là đồ, nói chung là không phải đồ chơi, đồ trưng. Cũng rất là đẹp. Đây là con lông. Đó, con lông nè. Mấy cháu ơi, vô đây xem đồ chơi nè, mấy cháu khủng long đây nha. Đây là dành cho cháu gái đây, búp bê papi. Đó, đẹp chưa. Đây, nàng tiên cá. Hàng này thì ở Việt Nam cũng có rất là nhiều, nhưng mà hàng của China, của Trung Quốc á. Còn ở đây là hàng này là hàng của Mỹ không ạ. Ở bên đây nó cũng có một cái cửa hàng bán đồ chơi riêng của Trung Quốc. Thì mẫu mã thì nó đẹp hơn nhiều. Đẹp hơn hàng Mỹ. Nhưng mà sợ nó nhiều khi nó có những cái không có tốt. Con nít chơi thì cũng chẳng có tốt. Đây búp bê Halloween, à búp bê Barbie đây. Ồ, em bé coi thấy đã chưa. À. Thì một con này là nó bán chừng 24 đồng 99 cả nhà. Rất là đẹp. Đó. Bên đây là bộ lắp ráp nhỏ nha cả nhà.
Hồi xưa con mình nó còn nhỏ đó, mình hay dắt nó vào đem mua đồ, mua đồ chơi. Nhưng mà bây giờ nó lớn rồi, nó không có chơi những cái này nữa, thành ra mình cũng ít ghé. Bây giờ nó chỉ chơi nó trên mạng chơi không. Thấy chiếc xe thấy thương quá nha. Xe này lớn lắm đó. Đây mấy bé gái đây. Búp bê. Anh Barbie. Anh Good. Đó. Đây có áo cho em bé mặc luôn nha cả nhà. Đây có giá cả đàng hoàng cả nhà nha, xem nha. Rất là đẹp. Đó. Cái này, cái video này chắc dành cho em bé nhiều quá. Búp bê, quay búp bê thì nhiều, quần áo thì mình cũng quay hoài rồi. Búp bê Barbie. Cái hộp này là nó là giá 29 đồng 99. $19.99 nè cả nhà, rất là đẹp luôn. Đây có con chó nữa nè, cũng là $19.99. Cái này mà sầu riêng có con gái, con bé con gái dễ thương của sầu riêng đó, mà có những cái món quà này thì bé thích cũng đây. Đó, cái này thì có $9.99 nè, rất là đẹp mắt. Đây là hầu như là gia hàng ba, gia hàng búp bê không. Video này chắc dành riêng cho những bé tuổi thơ, bé gái hoặc bé trai, cả bé trai luôn đó. Mình show cho mấy bé ha, mấy bé nhìn kỹ chút nha. Cái con này là $6.99 nè cả nhà. Hôm nay là nó mua một nó tặng một, mua một free free. Off 50% cả nhà. Đây đây là đi cano, búp bê đi cano. Búp bê ở rừng xanh. Đủ chưa? Đây coi có giá luôn nè cả nhà. Nhìn giá nha. Đây có búp bê ngồi thiền đó cả nhà. Ngồi thiền đó. À. Ai mà thích ngồi thiền thì mua có búp bê này về chân đẹp lắm đó. Rất là đẹp. Chà chà, cái hàng này có búp bê nhiều quá ta. Quá trời. 17.99 cả nhà. Thì nó sale 3, nó sale 50% off nữa. Đây đồ chơi, đây đồ chơi cắm trại du lịch, đồ chơi nấu ăn, tủ bàn ghế, quần áo, thời trang, rất là đẹp. Còn trên là Barbie. Thì như cái con này là nó 25.99 nha cả nhà. Một cái hàng này là 25.99. Có mấy bé trai rất là dễ thương. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Rất là to. Cũng có 25.99. Búp bê rất là to. Ôi giời.
đồng giá nha cả nhà. Bên đây thì mắc hơn, bên đây giá của nó là 34.99 cả nhà. Giờ mình xin nhắc lại là mình đang ở trong cái Target, đang ở trong cái Việt Nam cái là siêu thị đó, nhưng mà cái này là danh thương hiệu của nó là Target nha cả nhà. Bên đây thì người ta gọi là chợ thôi, chợ Target. Wow, có em bé bị chống nạn nữa nè cả nhà, chân bị thương quá. Cái này tới 34 đồng. Nói về đồ chơi thì ở đây nhiều lắm. Đây, quá dễ thương luôn, to lắm cả nhà. Đây có em bé bị băng tay, đủ kiểu hết, cái gì cũng có hết trơn. Đó, em bé bị gãy tay. Đấy, bên đây là có cái xe, là xe cấp cứu nữa đó. Bên đây là ngựa này cả nhà, đó, con ngựa rất là đẹp, nó làm bằng cái gì đó, wow, bằng nhựa cứng ngắc à, quá đẹp quá to. Mình lạc vô xứ sở thần tiên của những búp bê. Đẹp chưa? Quá trời, bé đẹp quá. Ở đây chắc mấy cả mấy ngàn con búp bê, quay không hết đâu. Nhưng mà show ra cho những em bé gái coi cho rửa mắt nha, mấy em bé. Đây có những quần áo của búp bê đây. Quá đẹp. Đây những Barbie nhỏ nhỏ. Thì Barbie nhỏ nhỏ đồng giá 9 đồng 99 cent nha cả nhà. Là 10 đồng đó. Quá đẹp luôn. Cái này là bàn trang điểm. Đi vào coi không hết đâu cả nhà ơi, nhiều quá. Còn đây cũng là đồ chơi. Ồ, cái này hay nè. Cái này nó giống mấy cái xe đẩy ở Việt Nam nhưng mà cái này rất là đẹp. Quá trời, sao búp bê nhiều dữ vậy ta? Wow, đi tới đâu cũng gặp búp bê hết trơn. Mấy con này thì nó chỉ có là 9 đồng 99 thôi cả nhà. Đây mấy bé nhỏ nhỏ nè. Mấy bé này là mắc tiền, 31 đồng 99. Bé này quá đẹp luôn. Đây. Rồi, bây giờ tới đồ chơi của bé trai. Nhiều quá, quay không hết, búp bé quá trời luôn. Đây là đồ chơi hình như là của bé trai. Đây, bé trai đang chơi này đó. Cho bé trai, của bé trai thì như ít hơn là của bé gái. Thấy rộng không? Đó, mình quay sơ thôi.
quá trời rộng luôn. Đây có những đồ chơi đây. Wow, xe điều khiển thì xa rất là bự, rất là to nha cả nhà. Lại gặp búp bê. Chơi nào cũng có búp bê. Đi trong đây mà mình đi hồi chắc mình lạc để mình qua để mình mua cái này, cái đồ cầm điện thoại. À, trong đây có bán điện thoại nữa các nhà ơi. Hero Knife Lab. Cái TV này là 899 đồng mà nó sale chỉ còn có 599 đồng, sale 200 đồng à. Rất là đẹp. Wow, này nó sale. Mấy cái này là 55 inch nha các nhà. Ô, cái này 43 inch. 43 inch thì nó bán chỉ có 209 đồng thôi nè. Bên đây vì bên này nó sale TV 70 inch này các nhà. TV 70 inch chỉ có 599 đồng thôi, quá rẻ. Một tuần làm cả ngàn đồng thì cả nhà tính đi, một tuần mình làm ngàn đồng á, một tuần mình được mua được hai cái TV. Nó dễ mua lắm, chứ ở Việt Nam nhiều khi lại làm không ra tiền cả năm á. Hồi xưa mình ở Việt Nam nhiều khi cả năm mình không mua được cái TV luôn. Là giới mà giới thấp đó nha, còn giới giàu thì không nói. Hồi xưa cái lúc mà cái năm lâu rồi, lâu thật là lâu, cách đây mười mấy năm cơ. Là mình cách đây 15 năm á, là mình đi dành tiền nha. Một năm mình không mua được cái TV. Đây, giờ mình qua shop, cái này trên phóng đĩa. Ủa, cái đồ cầm điện thoại đâu ta? Mình đang đi tìm cái đồ để cầm điện thoại đây. Thấy rộng không? Rồi, mình xua cho mọi người xem xe đạp nha. Xem xe đạp nó bán giá bao nhiêu nha. Xe em bé rất là đẹp nè cả nhà. Sao không thấy để giá đó. Đây. Đây giá đây cả nhà. Cái này là giá của cái nón nha. Của cái nón này chứ không phải là của chiếc xe.
xe quá đẹp luôn. Sao không thấy xe, không thấy để giá ta. Còn đây là đồ dụng cụ thể thao nữa các nhà. Đồ chơi em bé, đấm bóng chày. Kiếm bơi, bây giờ tới mùa hè rồi thì nó đem cái kiếm bơi này nó bán được nha. Ủa lúc trước nó bán nhiều lắm mà giờ đâu tới người ta. Đây là đồ chơi điện tử nha cả nhà, mình bỏ pin cho nó hay lắm. Ủa sao này kiếm cái kia không có ta. Wow. Thôi để ra kiếm sao. Giờ mình đi review cái chợ cho cả nhà coi đi. Đói bụng rồi đó, sáng gì chưa ăn gì. Cái mùa hè nè, mùa hè rồi thì nó lại bán mấy cái pha bơi này nè các bạn. Đó, đẹp chưa? Đây mấy cái giày này để dùng là để ra làm vườn đó nha, mang ra làm cỏ làm vườn. Chắc mình phải mua đôi, chuẩn bị làm nông dân rồi các nhà ơi. Ở đây là có phong chậu. Cái mùa này là người ta chuẩn bị làm nhà, thành ra có những cái thứ này. Đó, có gian hàng này bán đồ hộp nữa cả nhà. Đủ thứ hết trơn.
bên Việt Nam thì mình quay thoải mái nha cả nhà. Còn bên Mỹ này là không có được, mình không có được quay ngay người ta. Nếu mà mình quay ngay người ta mà người ta thưa kiện mình là mình cũng rắc rối lắm nha cả nhà. Thành ra mình quay mình né người. Còn Việt Nam thì quay ai cũng được cả nhà. Nhất là em bé, bên đây mình quay em bé này không cho. Mấy đứa nhỏ không bao giờ nó cho mình quay. Đây là khu hàng đông lạnh. Cái cũng phải lan bự. Chú nè, thấy chú Mỹ chưa? Chú Mỹ nó to rồi nè. Đó. Một đồng 69. Một chùm như là một chùm như là một đồng 69. Đây là thịt bò bằm. Bây giờ tới quầy trang sức của chị em phụ nữ. Chẳng biết quầy cái gì giờ. Mấy cái này như là mấy cái mascara thì phải. Ồ đúng rồi, mascara. Mình không có rành những cái món đồ trang sức phụ nữ đâu. Mình quay cho chị em coi thôi. Tại nó bụng quá thành ra mình quay hơi bị nhanh nha cả nhà, thông cảm nha. Chắc mình quay tí xíu rồi mình bay, lát mình quay tiếp ạ. Đây xương móng này cả nhà nhìn giá giùm mình nha. Cái này là hình như là thuốc sức nám nè cả nhà. Đây, cái đồ massage mặt. Ô da, cái này là massage mặt cả nhà. Xông hơi. Dành cho chị em phụ nữ. Còn cái này là đồ chơi của em bé. Chỗ nào mà nó bán thuộc gì về cho người lớn là nó sẽ có đồ của em bé cầm theo. Mười lần còn có mấy cô người mẫu đứng đây nữa mà bữa nay không có nha cả nhà.
mấy cô mẫu đẹp gái lắm, cao, có nhiều cô không có tóc luôn, rất là đẹp. Chả biết nó bán gì, quay cho cả nhà coi chứ mình chả biết nó bán cái gì. Nói về đồ trang điểm trang sức của phụ nữ thì quá trời. Cái này chắc là dầu ô liu, dầu gội ô liu. Đi hội cho xỉu quá cả nhà ơi. Đây, cái này là đồ trang sức nè. Đồ trang sức giả thôi. Nhiều lắm. Nhưng mà đồ trang sức bên đây thì không bao giờ bay màu nữa cả nhà. Rất là đẹp. So beautiful. Mua mấy cái này đeo vô nó đâu ai biết vàng giả đâu. Vàng rất là đẹp. Ở đây có mấy người Mỹ da đen đó, người ta thích đeo những cái này lắm. Mấy người Mỹ da đen thì ta thích đeo những cái loại trang sức này lắm các nhà. Đây, cái chuyện rất là đẹp nha các nhà. Qua dây bạc luôn cả nhà ơi. Còn đây là bán nón cho chị em phụ nữ. Đây là nón của nam. Thì có bao nhiêu thôi, thì quay tới luôn. Sau là mình đi Home Depot nha cả nhà. Giờ Home Depot này là nó bán những cái đồ mà coi như là trang trí dụng cụ nội thất gia đình, bàn, tủ, ghế. Và sau đây thì có một cái cửa hàng bán bông hoa. Tại vì tối mùa hè đó cả nhà. Bán bông hoa và ghế để ngồi trời. Bông hoa thì rất là đẹp. Đó, nhưng những cái chậu này là 19 đồng, 98 là 20 đồng đó cả nhà. Bên chỗ mình ở thì bây giờ là vào mùa hè, người ta sẽ mua những cái này về ta trưng. À, những chậu hoa là 12 đồng 98 cả nhà, hoa treo rất là đẹp. Sáng
mình đi mua sắm, mình đi mua đồ, mình quay cho cả nhà coi luôn nhé. Đây là những chậu xương rồng, quá đẹp luôn cả nhà ơi. Thấy không, thấy giá bên Mỹ mắc không? Một chậu này là 6 đồng 98 cent. Đây là giống mấy cây dương sỉ. Kiểu bang mình ở đây, thành phố nổi là Boston. 16 đồng 98. Còn đây là những chậu hoa 10 giờ các nhà. Giống bên mình là kêu hoa gì. Đồng giá là 12 đồng 98. Đây là bông bông vàng thọ, bông này là bông vàng thọ rất là đẹp rồi. Đây là những cây trống, cây giống để trồng rồi cả nhà. Đây là ớt, ớt này chắc đây ớt này là ớt này 4 đồng 38 đồng, 4 đồng 38 sen. Ớt này của Italia. Đây là những bầu mướp của các loại cây giống. Đây giá cả đây cả nhà, đồng giá 4 đồng 48 đồng cây. Còn những cây này là cái gì? Cái này cái gì mình không biết. Wow, cái này nó giống rau lan mà không phải rau lan, cái gì? Oh, cây khoai lang cả nhà ơi, cây khoai lang. No, cái này hình như là khoai lang gì. Nếu mà nhà ai có đất rộng thì trồng những cây này được không ạ? Lát mình vào trong kia là còn nhiều nữa. Đây cái này là thông bạch chua, là cà đấy, cái cà chua cái nhà. 8 đồng 48 cây. Nhưng mà thường thường mình mua mấy cái giống là mình mua ở những cái cửa hàng Việt Nam, còn những cái mấy này là của Mỹ không à, mình ăn chắc cũng không có hạt. Đây cà chua này. Đây là khu mua sắm rất là rộng rãi nha cả nhà. Đó, xa xa bên kia là những cái cửa hàng. Quá trời. Mình quay cho cả nhà xong, mình quay cho cả nhà xem xong rồi mình mua đồ sau. Mình sẽ mua những cái ớt và những cái cà chua hoặc là ớt hoa. Có cái gì mình trồng cho nó mua cái nhà ơi. Đây là ớt trắng cái nhà. But I don't want to keep you from lunch. So let me, of course I want to
chả biết cái gì. Cái nhà có ai biết mấy cây này cây gì nha, cho mình cái comment nha. Tại vì hồi đó giờ mình cũng không có trồng cây nhiều, không biết. Ngày qua đây tới giờ thì tập tành trồng cây thôi. Đây có những cái cây nhỏ nhỏ dễ thương quá, 4 đồng tới 48 sen. Wow. Cái nhà mình thấy mấy cây hoa là hoa gì đó không, lên cho mình học hỏi nha, mình cũng không có rành. Cái này giống cây hoa bây giờ phải hoa gì, đó cái này ở Việt Nam mình kêu là cây mồng gà này cả nhà, cây này là cây mồng gà của Mỹ, 8 đồng 98, đó mồng gà Mỹ, lát cái mua mấy cây này về trồng cho nó đẹp. Đây còn đây là hoa 10 giờ nè cả nhà. Cái nhà đam nữa. Cái cây bông này là 18 đồng 98 sen. Đây bây giờ mình sẽ bước vào cái chỗ này là bán con cây. Wow. Đây là hoa hồng ở nhà, giá hàng quầy hàng này là quầy hàng hoa hồng. Đây là phân với đất nó trồng nó để giờ nó bán này cả nhà. Đây là phân trồng hoa. Đây là đất. Đất để ươm. Rất là đầy đủ cả nhà. Tới mùa hè mà vô đây là mua đầy đủ hết trơn. Đây đất trồng hoa. Thì đất này nó bán một bao chắc mấy đồng. Không rẻ. Và qua phía bên đây. Đây là những cái thông. Đây con đây là đất với phân. Good.
màu. Cái cây bông tiến này về cho mắt lắm nha cả nhà. Để mình coi giá bao nhiêu. Cái bông tiến là bên đây nó hiếm lắm. Để mình coi một chậu nó bán bao nhiêu nha. Nó không để giá. Đây là hoa bây giờ. Quá đẹp luôn. Cái này thì giá của nó là 8 đồng 98 cent một chậu. Đây, màu. Rất là đẹp của nhà. Rộng lớn lắm cả nhà ơi, hồi nãy mình quay ở ngoài đường rồi, ở ngoài kia, bây giờ mình vào tới trong đây. Rất là đẹp. Đây là bán chậu. Những cái chậu bên Mỹ là nó có loại này, các loại này là cái nhà. Cái này thì bằng lớn. Còn những chậu này là bằng nhựa như cái nhà. Nhựa. Rất là nhẹ. Đây. Tất cả đều bằng nhựa. Cái này có bán gì đi? Khoai tây đỏ. Chả biết cái này. Quá trời đi đâu. Đây là bán những hột giống nè cả nhà, giống. Ví dụ như đây là hột giống của hành. Hành cái gì? Hành. Đây là bán giống. Đây là giống của mấy con hoa cả nhà. Mình chỉ cần mua cái đó về mình gieo là nó sẽ lên. Đây là phong. Cái bình gì ta? Ok, bình phong. Lòng có bán mấy cái giống hoa nó cũng kêu. Đó, mình vào đây. Bây giờ bắt đầu vào đây thì sẽ có đúng là hoa luôn, nhưng mà trong đây hình như là bonsai. Bonsai phát tài. Cái phát tài để coi nó bán bao nhiêu nha. Wow, 19 đồng 98. Lan này trong nhà có ai thích lan chi nhũ lan nha. Lan nhỏ có lan bự đó. Lát trước mình cũng mua một mớ lan này, đang về chưng. Rất là đẹp. Còn đây là những cây bonsai, mình thích bonsai này. Xinh.
syndrome. Đây là giống là cái nhà hộp để gieo dưa leo, không hành đủ trơn, có hàng giống hành. Hành này nó cũng có hộp đó nha cả nhà. Mình mua cái này mình gieo là nó sẽ lên thành cái hành. Bên Việt Nam cũng biết sao cho đây là hành nó cũng có hộp. Dưa leo thì có hộp rồi đúng không? Nhưng mà tại sao hành lại có hộp? Không hiểu. Đây là giống, những hộp giống của những cái trồng. Còn ở trong đây thì người ta bán đầy đủ hết. Đây, đi coi đi xíu vậy. Giống cà rốt. Giống cà rốt mà sao cái hộp nó nhỏ nhỏ thì cho biết. Cà rốt có trái cái bụng nhưng mà sao mình thấy giống hộp nhỏ nhỏ. Đây là những cái giống. Ok. Sau vào đây nữa thì nó bán những đồ vật dụng gia đình, bàn tủ ghế. Và đây cũng còn mấy cái bông ở đây. Trong đây là bán những vật dụng gia đình đó nha. Để mình đi dạo một vòng nha. Xuống đây trước đi. Ở đây thì bán bóng đèn. Cái gì cũng cần mua hết trơn. Mà hồi sáng giờ chưa ăn gì đói lắm. Uống quá. Cái này là người ta bán máy giặt cả nhà. Đây là tủ lạnh hiệu Samsung, rất là đẹp, bếp nấu. Ok. Yes, sorry. Cái tủ lạnh đẹp không? Rộng rãi kìa chứ. The hallway is not on the wall. So you all have to look for me. Call them. I said they don't have it. What a thing. Nó giặt thử chưa? Nhà mình thì xài nó giặt cửa dưới không, cửa giữa. Nó giặt vào máy sấy. Một cặp. Đây, nước qua tủ lạnh đi. LG. Bên đây thì nhà ai cũng xài tủ lạnh to vậy cả nhà ơi. Ai cũng xài tủ lạnh rất là bự. Wow. Quá trời rộng rãi luôn. Wow. Quá đẹp. Wow. Rất là đẹp cả nhà ơi. Thank you.
Đây là bán đồ dụng cụ toilet bathroom. Em muốn gì nãy giờ em muốn gì? Đi theo anh đi rồi lát qua bên kia anh mua đồ luôn. Gần xong anh quay tí xíu đi mệt quá. Nó rộng rãi quá, nó rộng lớn lắm cả nhà ơi, mình đi không chắc không nổi chứ. Mình còn ra mình mua cây về chuẩn bị trồng. Ở đây thì bán đủ thứ chưa? À, quá trời rộng luôn. Ở đây là bán sơn. Ok ok. Rộng rãi quá, chắc mình ra. Đây là bán đồ kềm để mua cặp lỗ tay. Đầy đủ tu viết. Mua cho Nghĩa có cờ len á Nghĩa. Hàng Hiếu ơi, đây cà lê nhiều lắm nè, thích thế nào? Quá trời hàng đẹp chưa? Bên đây là máy cắt, máy cưa, đủ đồ hết, máy khoa, máy con tay. Ok. Sau đây là người ta bán nói chung là dụng cụ gia đình thì vào đây là cái gì cũng có mua hết. Bên đây là ta bán da, ván gỗ rất là đẹp. Mình lấy mình vào cửa kia, bây giờ mình ra cửa này. Ra cửa này thì mình đi qua lại chỗ bán bông hoa và bắt đầu mình sẽ mua sắm cho mình. Có những cái mà là lạ hay là những cửa hàng gì bên đây mình sẽ quay mình chia sẻ cho cả nhà mình cùng đồng hành với mình cho cả nhà mình hiểu rõ thêm về cuộc sống và giá cả ở nước Mỹ. Đây là những cái lò nướng barbecue. Những lò nướng barbecue là nướng ngoài trời cả nhà. Mình ăn đồ nướng thì mình đem những cái lò này mình ra ngoài sân mình nướng. Cúc ao đó là những cái lò này là barbecue. Rất là đẹp. Giá của nó cũng rẻ. Có 219 đồng cái lò quần tráng. Thấy đẹp chưa? Đó. Lại qua chỗ bán hoa nãy là mình vào đây rồi. Và bây giờ mình xin tắt camera để mình tạm thời tắt camera để mình vô mình lựa chọn hoa quả phân đất về chuẩn bị cho một mùa vụ mới bán lấy lời. Anh kia cả nhà, hẹn tiếp theo mình sẽ quay chỗ khác nữa nghe cả nhà. Anh kia đi kìa.
cây giống nha. Ủa em mua gì vậy? Em mua cây bầu. Rồi cho em coi cái gì. Cây bầu với cây cà tím với ba cây ớt. Cà tím. Okay, có cà tím, bầu với ba cây ớt. Cả nhà bữa nay mình show cho cả nhà coi. Ở đây là người Việt Nam bán nha cả nhà. Có cái cây này cây gì mà lá nó bự. Bầu. Ô bầu. Tắc có chanh ở cái tắc nè, cái tươi tắc nè. Xe. Sorry. Cái tắc này bán nhiêu hả? 100 đồng một cây. Có cái chanh thì cực cái chanh trái quá xa. Cái chanh bao nhiêu? Cái chanh này bao nhiêu? Cái chanh này bao nhiêu anh? 80 đồng một cái chanh, 80 đồng một cái chanh nhỏ rồi nè. Có trái của trời, cái tắc này có bông nhiêu nữa? 100 đồng. Tắc này là một bông 100 đồng một cây nè mọi người. Em gửi cái này lên quảng cáo, ta tới ta ghé anh ta mua nha. Ok, chanh tắc là 100 đồng một cây. Đây bà xã mà đang ngủ có lựa mấy cây này. Cái này gì? Ở đây là bán ngoài trời. Ở đây là đang bán ở ngoài trời. Quay cái đang quay với Facebook rồi đâu vậy? Chẳng mấy. Không dính này hết á. Đâu có quay đâu, đâu quay gì đó. Em đâu quay chị đâu. Dạ em cũng đâu quay đâu. Em biết mà. Em đang Facebook thôi. Chị thích quay em quay em không? Tại bên Mỹ này nó vậy ha, chứ ở Việt Nam là quay thoải mái ai nói. Bên Mỹ này nó khó lắm, mình quay người ta mà người ta thưa mình là mình chết á. Thật ra em né vậy đó. Đây quay cho người ta biết thôi dạ. Ở đây là chợ Việt Nam nha cả nhà. À, Như Lan, trong đây thì bán đồ ăn nhiều lắm. Đó nhà hàng Như Lan.